Ok, lại xin chào đến toàn thể các anh em đam mê PCB trên mọi miền Tổ quốc nhé. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay, em sẽ trân trọng giới thiệu đến các bác ba cái mẫu bơm tay đang làm mưa làm gió trên thị trường nhé, và hai cái mẫu bơm máy. Đặc biệt trong chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay, em có một chương trình khuyến mại cực kỳ lớn dành cho các bác số một nhằm tri ân khách hàng. Các bác suốt một thời gian dài vừa qua đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ bọn em nhé. Đấy, thì hôm nay em sẽ tặng cho các bác một lon nước này, hoặc một cái túi rong xin này, một lọ dầu này, đấy, và sẽ có tặng theo một cái ti đấy. Trong bốn món này các bác mua thì sẽ được tặng một, các bác thích cái tặng cái món nào thì các bác bảo em nhé. Cái ti thì em quên không cầm ra đây rồi, nhưng trong chương trình tặng này sẽ có ti nhá, một lọ dầu này, một cái túi rong sim này đấy, và một cái lọ nước đấy. Trong bốn món này các bác thích món nào em sẽ tặng các bác món đấy nhá, với một điều kiện là các bác phải mua sản phẩm bên em. Các bác mua bơm bất cứ một cái bơm nào cũng sẽ được tặng bốn trong món đấy. Các bác thích món nào bảo em, ví dụ các bác mua cái cây bơm này các bác bảo em ơi tặng cho anh theo một túi rong sim nhá, đấy, hoặc một lọ dầu này, hoặc một cái chai nước làm mát, còn là cái phụ kiện đi theo bơm thì nó sẽ có luôn luôn có theo một túi nơi rong sim, một cái cà lê đa năng, một lọ dầu bôi trơn. Đây, tinh cái phụ kiện này là em chỉ để tặng theo các bác thôi nhá, chứ không bán đâu. Đấy, hôm nay em vào việc thẳng cho các bác là như thế nhá. Vì tinh cái phụ kiện này các bác mua đâu đấy trên thị trường cũng trên dưới trăm rồi, hoặc cái ti thế, mấy cái này thì khoảng 50 đấy. Hôm nay đầu phải tặng các bác luôn nhé. Các bác yên tâm là các bác cứ đồng hành và ủng hộ bên em. Bên em sẽ có nhiều cái chương trình tặng các bác còn khủng khiếp hơn nữa thôi nhé. Đấy, thì hôm nay em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác về cái mẫu bơm tay đầu tiên. Đây là mẫu bơm SB các bác nhé. Đây, đồng hồ to này, lọc ẩm to nhé. Đấy, hiệu quân hồ cổ nhé. Đấy, cái này là đồng hồ to bản đặc biệt. Đấy, bản đặc biệt ở đây thì em sẽ giới thiệu cho các bác luôn nó đặc biệt ở cái gì nhé. Đặc biệt là cái mẫu này là bơm nhanh bơm nhẹ, cái hàng này là hàng em đặt các bác nhé, chứ không phải hàng chợ bình thường như tinh số khác vẫn bán. Đấy, hàng này là hàng em đặt trực tiếp tận xưởng theo yêu cầu tiêu chuẩn riêng của em. Con này thì là nó sẽ bơm rất chỉ là nhanh, đấy, bơm nhanh bơm nhẹ, thân bơm này là chống nóng đấy, vì cái hàng này là hàng đặt các bác nhé, chứ không phải hàng chợ vớ vẩn như tinh số khác vẫn đang bán đâu. Cái này là đồng hồ to 50 mba, đồng hồ dầu thì nó cũng rất chi là xịn sò đấy. Cái này bao cho các bác bơm nhanh bơm nhẹ bản đặc biệt chống nóng nhé, 900.000 nhé. Đấy, 900.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em. Cái này thì bao cho các bác bơm khoảng 300 đến 350 cân trên một nốt nhạc nhé. Đấy, phụ kiện thì đầy đủ nhá. Hôm nay sẽ tặng cho các bác một cái ti này, hoặc một túi cà lê đa năng, hoặc một lọ dầu, một nước làm mát nhá. Đấy, các bác cứ yên tâm khi mua hàng bên em. Đấy, cái này là 900.000, các bác kiểm tra hàng, test hàng trước khi nhận nhá, không phải cọc cạch nhá. Đấy, bên em sẽ bảo hành cho các bác lỗi đâu đổi đấy. Tiếp theo giới thiệu cho các bác mẫu bơm thứ hai, đây là đồng hồ to lọc ẩm bé các bác nhé. Đấy, đây là hiệu con báo này, cái này thì cũng là chân gấp nhá. Đấy, cái này thì đang được bên em bán với giá 800 nhá, 800 bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác. Đấy, tiếp theo em sẽ giới thiệu cho các bác một cái mẫu bơm hôm nay em đang sale giảm giá kịch sàn cho các bác. Đấy, đây là cái mẫu bơm hôm nay em sẽ sale cho các bác nhá. Đây, mẫu bơm AGH này cũng đồng hồ to lọc ẩm to nhá, chân thì chân gấp. Đấy, cái mẫu này thì trước đây giá thị trường đang bán là 900 nhá, hôm nay giảm giá cho các bác 800 thôi nhá. Đấy, 800.000 đấy. Các bác nào muốn mua cái bơm sale này thì các bác bảo em là em ơi bán cho một cái mẫu bơm AGH đang có chương trình khuyến mại giảm giá còn 800 nhé. Vì cái mẫu này em cũng số lượng còn ít thì thôi em bán giảm giá thanh lý hết đi cho các bác nhé. Đấy, đấy, 800.000 mẫu bơm đồng hồ to lọc ẩm to nhé, hiệu AGH. Đấy, các bác nào muốn mua cái này thì báo em nhé. Đấy, vì bên em có rất chi là nhiều mẫu. Đây, tiếp theo xem nào. Đây, cái mẫu này đồng hồ to lọc ẩm bé 800 các bác nhá. Đấy, tặng cho các bác full phụ kiện luôn nhá. Các bác thích lấy thêm gì em tặng các bác thêm đấy. Đây, giới thiệu cái mẫu bơm thứ ba, đồng hồ bé này, lọc ẩm bé, chân cánh ngén. Cái mẫu này là không gấp các bác nhá. Đấy, van xả áp đầy xịn sò. Đấy, cái này về anh em dùng cho những cây truyền thống khoảng bao cho các bác bơm khoảng 180 đến 230, rất chi là ok nhá. Giá của nó 600 đấy. Thì các bác muốn mua cây bơm nào các bác báo em, các bác gọi điện ba đầu số ghi nhá. Các bác hỏi em ơi bán cho em một cây bơm bản đặc biệt nhá, cái này là hàng đặt của em nhá, giá 900 này, hoặc cây bơm này là 800 bơm nhỡ đấy, hoặc cây bơm bé là 600, hoặc các bác muốn lấy cái cây bơm giảm giá sale này thì cũng 800 đấy. Các bác bảo bán cho em một cây bơm AGH giảm giá còn 800 nhá. Đấy, thì em sẽ biết là các bác muốn lấy những cái mẫu bơm nào nhá. Đây là những cái mẫu bơm tay cao áp đang làm mưa làm gió trên thị trường anh em chơi PCB trong làng FX Condo truyền thống Talon các bác nhé. Quy sói, quy ba lỗ chơi không cần thiếu lại gì. Đấy, em tiện đây em sẽ báo giá cho các bác về hai cái mẫu bơm máy nhá. Đây, đầu tiên em giới thiệu cho các bác là cái mẫu bơm Sinjongsi nhá. Đây, mẫu bơm Sinjongsi. Đấy, New Orleans các bác nhé. Đấy, cái này thì anh em đánh giá cao về sự ổn định và bền bỉ nhá. Dùng thì khá là ok. Đây, cái này có đồng hồ đo nhiệt ở đây nhá.
Đây làm mát thì làm mát bằng nước và đầu bò đấy. Con này bơm khá là nhanh rồi nhẹ. Em báo giá công khai cho các bác là hơn 4 triệu một chút nhá. Đã bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho anh em nhé. Anh em kiểm tra hàng, test hàng trước khi nhé. Tất cả những cái mẫu bơm máy này bên em sẽ bảo hành cho các bác 12 tháng nhé. Đấy. Cái mẫu bơm thứ hai thì em đang giới thiệu cho các bác đây, mẫu bơm Bocat con hổ nhá. Bocat con hổ, cái mẫu này thì anh em ví dụ anh em nào điều kiện kinh tế dư giả mình lấy con Sinoxi kia, nếu mình mới chơi hoặc kinh tế hạn hẹp một mình chơi con này là hợp lý. Giá nó có hơn 3 triệu một chút thôi thôi nhá. Bocat con hổ nhá. Đấy. Cái này cũng bảo hành cho các bác 1 năm nhá. Hai cái mẫu bơm này em bảo hành cho các bác 1 năm. Cái này thì cũng làm mát bằng nước, rất chi là xịn sò. Đây, các bác mua đầy đủ phụ kiện nhá. Cũng có đồng hồ đo nhiệt này. Cái con này thì các bác giá chỉ có hơn 3 triệu một tí thôi. Nếu các bác nào mới chơi hoặc kinh tế hạn hẹp mình làm con này là hợp lý. Còn các bác nào hai ba anh em chung nhau thì mình nên làm cái con Sinoxi Orion kia các bác nhé. Đấy. Đây, tất cả những cái sản phẩm này thì bên em sẽ bao ship đến tận nhà cho các bác đồng kiểm nhé. Các bác kiểm tra hàng, test hàng trước khi nhận nhé. Và bên em sẽ có chế độ bảo hành cho các bác rất chi là hợp lý. Đấy. Thì một cái video ngắn ấy, hôm nay em sẽ giới thiệu qua đến ba cái mẫu bơm máy và ba cái mẫu bơm tay và hai mẫu bơm máy đến đây thôi các bác nhé. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong video sau. Các bác nào mà chưa có bơm thì các bác hãy nhanh tay gọi điện đến ba đầu số của shop để đặt về cho mình một chiếc bơm phù hợp nhất nhé. Đấy, giá tất cả giá này là giá em đang niêm yết trên thị trường các bác nhé. Đấy, còn các bác nào muốn mua được một mức giá hợp lý hơn, tốt hơn thì các bác gọi điện đến ba đầu số trên để ép giá các bác nhé. Đấy, xin chào các bác.